Rồi, chào các bạn. Nay Bảo Bình sẽ tiếp tục với anh em từ game Arkham Mobi này. Thì cái tập này mình sẽ làm ở cái server mình thuê trong vòng một thoáng anh em. Mình thuê trong vòng một thoáng này. Thì cái server này là mình mở 6 slot thôi. 6 slot. Đó, 6 slot trong vòng một thoáng. À, và bot server và bot admin mình sẽ để cho anh em có thể là biết và để vào up cái liver xong rồi anh em chuyển về cái chế độ ộp để chơi cho nó dễ dàng anh em. Thì có nhiều anh em không biết cái nhập bot admin là như thế nào thì mình chỉ anh em luôn anh em. Ok. Thì khi mà anh em vào được cái server của mình ấy thì anh em vào cái chỗ cài đặt này, vào cái chỗ cài đặt trong này thì nó có cái admin manager này, admin manager thì anh em bấm vào thì nó sẽ yêu cầu anh em nhập cái mật khẩu. Khi mà anh em nhập mật khẩu thì nó sẽ ra bảng như thế này, và cái bảng như thế này thì anh em kích chữ cloud thì nó sẽ ra thôi. Còn ở trong này thì anh em không quan tâm nghe, trong này thì đa số là dạng như những người mà họ quản lý họ mới 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 kích vào mấy cái chỗ này thôi. Còn anh em vào mà kiểu như up liver hoặc là lấy ngọc lấy nhiếc rồi để về cái server ộp á, về cái chế độ ộp á chơi á thì anh em không cần cái này. Và khi mà anh em vào mà thấy bên chữ banner này, banner player này mà nó có người á thì anh em in ban đi, in ban đi, in 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 đi đó. Rồi sau khi anh em nhập bot xong á thì anh em bấm cloud cho mình nha. Đó, cloud xong thì anh em sẽ có xuất hiện một cái chìa khóa màu xanh đấy, giống như cái chế độ offline mà mình mua cái bảng bảng mod á, nó sẽ có. Anh em vút vút từ bên trái qua thôi, vút từ bên trái qua này đây đó. Thì cái bảng này nó sẽ có cái nhiều thứ, ví dụ như là bất tử này, rồi bay này, rồi đoạn không hết này, đoạn dùng không hết này, rồi up liver, liver up sale này. Liver up sale là khi mà anh em vào mà anh em up cái liver của mình lên 100 á thì anh em bấm cho mình cái liver up này, liver up là cái liver up này. Anh em up cho mình lên được khoảng hình như là bao nhiêu nhỉ? Lên được 100, level 100 á, lên level 100 thôi. Đó. Xong rồi nếu như mà anh em nào mà kiểu như là thích cài ở trong server này á để đi mấy cái hơn hoặc đi mấy cái hầm boss rồi đó, cái hầm đi boss rồi đó để lấy mấy cái ngọc và 7 màu gì á thì anh em có thể là đi. Ở trong cái server mình mở một thoáng mà, một thoáng trời thì tầm khoảng đầu tháng 7 nó mới hết. Đầu tháng 7 ngày 10 chắc tầm khoảng ngày 10, ngày 10 ngày 11 tháng 7 thì nó sẽ hết hạn cái server này, mình sẽ kết thúc cái server này luôn. Còn cứ anh em cứ chơi thôi, cứ chơi thoải mái thôi. Đây thì anh em muốn lấy ngọc về để hồi sinh á thì đây mình sẽ chỉ anh em luôn nghe. Đây anh em bấm chữ bất tử cho mình, xong rồi anh em lại gần con thú này, anh em bấm chữ kick. Đó. Kick target này, có chữ kick target này anh em. Đó, anh em bấm cho mình kick target xong thì anh em lấy viên ngọc thú. À, đó. Thì khi mà anh em chuyển về chế độ offline á, những viên ngọc thú mà chưa tame á anh em. Thì khi mà anh em về cái chế độ mà offline á thì anh em tame, nên anh em hồi sinh xong là tame ngay. Còn nếu như mà anh em mấy viên ngọc mà ngọc thú mà anh em đã tame á thì về về chế độ offline thì anh em hồi sinh thì anh em không cần tame lại, không cần cái làm tame lại. Thì như vậy thì anh em có thể là mình kích mấy con thú, ví dụ như là con Gengar này, quét hoặc con Grin đó thì anh em kích hết đi, xong rồi anh em đem về cái chế độ offline rồi anh em hồi sinh như cũng được đó. Ok. Rồi. Đó, anh em lấy viên ngọc nè. Thì ở bên cái chỗ mà shop Amber á, shop Amber chứ. Đây cái shop Amber này. Thì nó sẽ có một cái phiếu. Phiếu traffic. Đây này, XP traffic này. Cái traffic này là nó có hai cái traffic nha anh em. Một cái là traffic này á là từ online qua online đó, là cái giá của nó là 65 amber, thì cái này mình cũng nói rồi. Còn một cái traffic nữa là 25 amber thì nó sẽ traffic từ cái chế độ offline, quên, trừ chế độ online nó sẽ về chế độ offline
Đó. Thì trong cái video này mình nói về cái thẻ này nhiều hơn. Đó. Thì cái thẻ này khi mà anh em dùng cái thẻ này á thì nó sẽ cho anh em lấy tất tật các bản vẽ nha, các bản vẽ anh em nhớ các bản vẽ chứ không phải là cái đồ mà thành phẩm nha, các bản vẽ nó sẽ trên tất tật các bản vẽ này, các ngập thú này, rồi hình như là có nhân 10 không ta, nhân 10 này, mấy cái đồ mà mua bằng Amber á thì nó sẽ cho anh em trên fix về cái chế độ apply hết, nó sẽ cho trên fix về hết. Đó, ok, cả cả liver cũng vậy. Và khi mà anh em bấm cái vá này á thì khi khi đó là anh em trên fix về cái chế độ apply á, mà cái chế độ apply mà anh em có một cái gì kiểu như cái data đó, cái data mà anh em đang chơi cái chế độ apply á thì mình khuyên anh em nên lưu cái data nó vào cái tab thứ hai hoặc thứ ba ở trong cái mục mà manager sale á, thì nó sẽ có ba mục sale, sale 1, sale 2, sale 3, và cái sale cuối cùng đó là sale vào iCloud, iCloud đó. Thì nếu như mà anh em có cái data bản ộp trước đó đó thì anh em nên sale cho mình cái chế độ thứ hai, sale 2 đó, sale 2 đó, thì cái đó mình sẽ nói rõ hơn ở cuối video, ở cuối video mình sẽ nói rõ hơn đó. Thì bây giờ mình sẽ mua cái vé chuyển này luôn anh em. Anh em vào đây anh em up cho mình lên level 100, xong rồi anh em nếu như có VIP á, thì anh em sẽ nhận được cái mã code đây, mã code này đó, mã code này được thêm 15 amber nữa này. Đó, khi mà anh em nhận được thêm 15 amber xong á thì anh em mua cho mình cái vé chuyển đi, mua cho mình cái vé chuyển. Ok, mình sẽ mua cái vé chuyển này đây. Rồi bắt đầu anh em chuyển thôi. Đây ví dụ như mình ở trong người mình là sẽ có một cái viên ngọc, con rùa này, một con ngọc đô đô này, mình sẽ chơi con đô đô này luôn. Đó là hai viên ngọc con đô đô này. Nói chung là khi mà anh em dùng cái vé chuyển này á, khi mà anh em kích vào vé chuyển này thì nó sẽ yêu cầu, cái này nó sẽ yêu cầu thứ nhất là anh em phải thoát cái tripper, ví dụ như tripper của mình chưa có này. Thường thường anh em vào cái này mình không có phải là nói riêng về cái server mình đang thuê nghe, mà mình nói tất tần tật các server nào mà kiểu như up cho anh em lên level 100 á, thì khi đó anh em vào á anh em sẽ lập một cái tripper rồi, thì không khi mà có tripper như vậy này thì anh em thoát cái tripper này ra cho mình thoát nghe. Anh em kết vào chỗ tripper này, nếu như mà anh em lập tripper hoặc thông do vào một cái tripper nào đó nghe anh em, thì anh em nên thoát cái này mới sử dụng được cái vá chuyển này, nó mới sử dụng cái vá chuyển này, nó mới cho sử dụng cái vá chuyển này nghe anh em nghe này. Thì anh em phải thoát ra, anh em phải thoát cái tripper ra đây, anh em vào cài đặt tripper manager, xong anh em kích vào cái tay của mình á, rồi ở dưới này cũng có chữ live Lever Tripper là thoát Tripper đó, anh em thoát ra cho mình, bấm vào Upset. Và cái chỗ này thì anh em bấm dấu nhân ở tay này nghe anh em, dấu nhân bên phải đấy, đây, kích dấu nhân bên phải, rồi xăm xui, xăm xui anh em sử dụng cái vá chuyển thôi, đây, ok, rồi anh em nhấn cái chỗ trên fix và giữ 10 giây. 10 giây. Đây, nó sẽ nhắn. Đây thì ở trong này nó có này, nó có ở bên cái góc này nó sẽ có những đồ mà anh em mang theo này, ví dụ như là ngọc thú này, rồi cái cần câu cá này, rồi cái mũ bạc ti này, cái súng này đó là anh em lấy được hết đi. Và anh em bấm cái này giữ 10 giây cho mình nghe. Rồi ok. Đó, như vậy là xong, hoàn thành. Nó sẽ chuyển về chế độ offline cho anh em. Ok, mình sẽ vào mình sẽ cho anh em thấy được cái chế độ offline của mình này. Đây, thì hồi nãy mình có nói là khi mà trước khi mà anh em dùng cái vé chuyển đó mà anh em có một cái dữ liệu data mà anh em chơi offline á, thì anh em vào cái chỗ này này, vào cái manager data này, manager sale data này, rồi anh em lưu cho mình nghe,
nó sẽ có 3 mục lưu này, backup 1, backup 2 và backup 3 này. Thì anh em lưu cho mình cái backup nào cũng được thôi, tùy anh em. Không thì anh em lưu vào cái data này cũng được, cloud data này cũng được. Thì những sao anh em lưu đi, lưu cái bản mà bản cũ á, lưu ở cái mục nào khác đi. Chứ không khi mà anh em transfer về đó thì nó sẽ mất cái data nó ngay này, nó sẽ mất đi cái data mà data cũ của anh em á. Ok. Thì mình sẽ vào lại offline này, mình sẽ cho anh em xem luôn này. Rồi. Đây thấy không? Nó ghi này, đã load traffic này, đó chưa? Play traffic kìa, sử dụng menu này. Ok. Khi mà anh em chưa. Khi mà anh em vào này, vào cái data cũ này, đó chưa? Rồi anh em check đi. Anh em check đi nghe. Cái này mình sẽ check đi. Mình sẽ check. Đó. Cái đó là data cũ của mình á. Khi mà anh em check đi á, anh em bấm cho mình cái chữ download traffic này. Ok, mình sẽ download traffic gì. Rồi ok. Đây là cái app mà vừa rồi mình traffic này anh em, Sandbox 90 này, mũ miết này này, mộc ngọc thú con rùa, hai ngọc thú đô đô và một cây súng, một cây cần cao đó. Thấy chưa? Rồi như vậy là anh em đã chuyển thành công nghe này, anh em có thể là chơi. Hồi nãy mình quay thử cái không biết là nó có cho chuyển cái ngọc trai đen hay không. Nếu như mà anh em mình quay làm cái ngọc trai đen đó mất. Quách đồ hiếu. Trước khi mà anh em chuyển về á, anh em dùng cái bảng này này, anh em làm cho mình mấy cái khoảng 1k ngọc trai đen đi, 1k ngọc trai đen đó. Để anh em chuyển về xem thì nó có chuyển hay không nghe anh em. Hình như là mình nghe là ngọc trai đen hoặc là cái element thì nó cho chuyển rồi, nhưng mà ngọc trai đen nó cũng cho chuyển hay sao á. Nó cũng cho chuyển luôn hay sao á. Hồi nãy mình quay mất, mình quay chuyển thử cái ngọc trai đen nó có hay không. Đó. Rồi ok, thì cái video của mình đến đây kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Anh em xem cho mình một like, một đăng ký với mình anh em. Khi mà anh em traffic về á thì nó sẽ không cho anh em vào cái server mà server traffic trong vòng một tháng nha anh em, trong vòng một tháng trời thì anh em sẽ không vào được cái server traffic đâu. Cho nên anh em lưu ý cái đó, anh em khi mà anh em traffic xong thì cách một tháng trời anh em mới vào được. Còn không thì nó sẽ không cho anh em vào được cái server traffic. Ví dụ như cái server mình đã chuyển qua đây rồi á, là cái server Bảo Bình Quy nào á, thì bây giờ mình sẽ vào sẽ không được. Ok. Rồi, thì cái video của mình đây này kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Anh em xem cho mình một like, một đăng ký giúp mình nha anh em. Rồi bye bye anh em. We'll be right back.